mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ăn chay trì giới mới được lợi ích. Đồng phu nhân ngủ ở tầng dưới, tuổi hơn 40, tánh chất phác rộng rãi. Bà bị tiêu chảy mười mấy năm nay, hàng ngày phải đi ít nhất là 4-5 lần, nhiều thì mười mấy lần. Hễ bụng vừa đau là phải lao ra nhà xí. Bác sĩ nói bà viêm đường ruột mãn tính. Dù uống rất nhiều thuốc nhưng không có hiệu quả. Có lần bà lên nhà hỏi tôi có cách gì giúp bà không. Tôi hớm hỉnh bảo: tôi sẽ ra thuốc cho bà, chỉ cần bà chịu dùng y theo toa đã kê thì bảo đảm bệnh tật sẽ tiêu. Và hạng bác sĩ như tôi đây một xu cũng không lấy. Bà Đổng thật thà nói: ông cứ kê toa đi, tôi tin ông mà, đắt mấy tôi cũng mua, đắng mấy tôi cũng uống. Tôi nói: thuốc tôi cho không làm bà tốn tiền. Tôi thấy bà phải sớm ngưng ăn thịt gà, thịt vịt, cá, dì ruột, dạ dày của bà không tiếp thu được hôi tanh. Do vậy mỗi ngày bà đều đi chải. Bắt đầu từ nay trở đi, trừ trứng gà không trống ra, bà phải đoạn dứt việc ăn thịt và nên ăn chay hoàn toàn. Tôi nói thêm: kể từ tối nay, trước khi sắp ngủ, bà hãy thư giãn thân, ngồi cho tốt, hít thở đều, tĩnh tâm lại, nhắm mắt niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nửa tiếng. Chỉ cần bà thành tâm thì sẽ mau chóng có kết quả. Nếu niệm một tháng mà không hiệu quả, xem như tôi nói không đúng, tôi sẽ để bà ăn thịt lại. Dù sao dùng toa này không tốn tiền, bà có muốn thử hay không? Bà nghe tôi nói mặt đầy nghi ngờ, hỏi: nè, một nữ đồng nghiệp của tôi á, cứ đến ngày rằm mồng một là đi chùa tụng kinh, ngày nào cũng thành tâm thắp hương trong nhà. Nhưng bà ta khắp thân đều bệnh, đã từng chăm tim uống thuốc bao nhiêu ngày nhưng bệnh vẫn không ngớt. Như vậy thì ông giải thích làm sao đây? Tôi chất vấn: bà ta ăn chay hả? Người ta nói là cư sĩ tại gia thờ Phật chỉ cần không sát sinh là được rồi, có thể ăn tam tịnh nhục, cho nên tôi cứ vậy mà ăn. Bà Đổng trả lời. Tôi hỏi: giả sử có người gì hút thuốc mà bị bệnh phổi, do uống rượu mà bị bệnh gan, thì có phải là không cần kiêng cử gì, cứ mặc tình hút thuốc, nhậu thả ga, chỉ cần tiêm chích, uống thuốc là bệnh sẽ lành, có phải vậy không? Đây là điều không thể. Cũng giống như vậy thôi, do ăn thịt chúng sinh mà bệnh, thì trước tiên cần phải đình chỉ ăn thịt, phải tụng kinh, niệm Phật thì mới có hiệu quả. Bởi do không hiếu kính phụ mẫu hoặc tạo ác nghiệp mà bị bệnh, thì trước cần đoạn ác nghiệp, phát tâm sám hối, cầu chư Phật gia trì thì mới hiệu nghiệm. Phật Bồ Tát là bác sĩ tốt nhất trên thế gian, Phật Pháp là thuốc tối hay trong vũ trụ. Nhưng do phần đông người ta không hiểu rõ, không biết đến vị thuốc tối hay này, người ta hoàn toàn không biết là mỗi người đều tự có kho báu. Đúng thật là đáng tiếc. Nếu như không thể tuân hành theo lời Phật dặn, thì bất kể là dùng thuốc gì, khám bác sĩ nào, bệnh của bà cũng không trị hết. Tôi nói có đúng không? Ông giảng thì tôi hiểu rồi. Từ nay tôi bắt đầu trong vòng một tháng thực hành toa ăn chay niệm Phật mà ông vừa cho. Nếu thật sự làm vậy mà tịnh lành, thì tôi nguyện từ nay trở đi không ăn thịt nữa, mà sẽ học tập theo ông, ngày ngày ăn chay niệm Phật. Tối hôm sau, bà Đổng mặt mày hớn hở báo cáo: đêm qua tôi về nhà bụng không còn bị đau, lúc dùng tối thì không ăn thịt, trước khi sắp ngủ thì ngồi tĩnh tọa, tôi nhắm mắt niệm Phật, niệm một chút thì toàn thân phát nóng. Tôi thầm nghĩ đây có phải là cảm ứng chăng, càng niệm thì tâm càng hoan hỷ. Đến lúc cảm thấy hai chân bị tê thì tôi mở mắt ra. Ôi chào, hóa ra cả hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Tôi buông chân ra, toàn thân toát mồ hôi, cảm giác như vừa mới tắm xong nước nóng vậy. Thấy toàn thân cực kỳ nhẹ nhàng, thư thới. Rồi bà hí hửng phát biểu: thật không ngờ ngồi thiền niệm Phật tốt như vậy đó. Suốt ngày nay cho tới bây giờ bụng tôi vẫn chưa đau, thật là lạ. Mười mấy năm nay tôi chưa bao giờ có được kinh nghiệm này. Cho đến hôm nay, bà Đổng không những chứng đau bụng đi tả ra hết, mà ngay cả bệnh đau lưng nhiều năm trước cũng không thuốc mà khỏi. Bây giờ hàng ngày bà ngồi thiền niệm Phật, còn bắt đầu tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi. Bà tự giác tu tinh tấn, tâm tư kiên định, phát nguyện hành theo lời Phật dạy. Ha ha ha, 问什么的说